Hi, xin chào các bạn. Nếu đi cần để làm mua đồ giỏi, bên đầu tiên tàu lao chạm bên đầu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là cặp đấu rất hấp dẫn và hấp dẫn các bạn. Đi trước màn động kính của Lâm là tem đại diện cho Gò Sòi Hoàng Di, Phước Tim, Van Messi và Thanh Hoài dự bị. Còn bên kia là Chuối Xịn Thọ Bến Tre và Tài Nhỏ. Hiện tại bây giờ tem ứng cử viên cho chức vô địch lần này gồm có tem Thọ Bến Tre, Tài Nhỏ, Xịn Vĩnh Lộc, Chuối và Hảo, Hảo ông Hoàng Châu Đốc, Trầm Dên và Dũng Bảy cùng Khang. Còn có nữa là tem của Vesso, Vesso Bé Phong và Phan Bóng Chuyện Phong Thủy là một trong những cái tem đặc biệt. Và các bạn đừng quên bỏ tem Đại Lâm mua đồ cho và Đại Lâm bộ đội vua Lì Đòn cùng Trúc Long sẽ làm điều gì nên tới tuổi hay là không. Ok men, chúc các bạn luôn sức khỏe, lành, may mắn trong cuộc sống, chúc giải thành công tốt đẹp nha. Tiêu biểu của giải đấu này, ứng cử viên vô địch gồm các cầu thủ như Chuối miền Tây, phi 12m sát số Việt Nam, Thọ Bến Tre vua kỳ tế miền Tây, Xịn Xịn ông vua quả sòi. Hai không vừa cho Chuối. Hai không. Điểm chờ gì? 1-2. Thật sự tem của Thọ Bến Tre, Xịn, Chuối và Tài Nhỏ quá đáng gồm cho cái giải này các bạn, rất đều và rất đều. Một trong những cầu thủ đang đẳng cấp hiện tại bây giờ. Điểm chờ gì? 1-2. Thọ Bến Tre là thầy giáo. Còn Xịn Xịn Vĩnh Lộc đánh bóng chuyền mua thác mo đi thò romat cho vợ. Còn Tài Nhỏ đánh banh các nhà ba tâm quá ghê và quá ghê. Còn có Chuối đánh banh nuôi vợ xong nhà trọ. Điểm hai đều. Hai đều. Điểm cho Chuối 3-2. Một trong những ông du kỳ 12 mét của Việt Nam. Trọng tài hiện tại bây giờ tôi biết là sang Phan Rang La Làng của đế đội Đại Lâm tắt điện hết là một pha cây bóng ra ngoài của Hoàng Di, quá tiếc cho Hoàng Di và bóng đi rồi, lỗi số 6, bóng ra ngoài 4-2. Điểm đầu đi 3-4 vào công quá hay của Hoàng Di. 3-4. Đội kia lấy đều quá không chủ. Điểm 4 đều. Thọ 4 đều. Bây giờ Đại Lâm già quá, cái nó đuổi Đại Lâm đi ông chủ, nó không cho bên đội nào cho ông chủ. Bộ đội chỉ dắt dắt Đại Lâm về thôi. Chỉ có bộ đội mới cu mang tặng bộ đồ và cái khăn. Quân banh mà chưa trơn cho cái khăn trắng là treo cờ trắng trước rồi. Không tan luôn. Chúng ta đồ mình là đồ bảo tướng. Đại Lâm bộ đội và chúc cùng quận miền Tây là có lẽ đội là tuổi già nhất trong cái giải lần này nha các bạn. Đại Lâm U 50 bộ đội U 42, chúc lòng U ba mấy rồi các bạn ơi, 38 rồi, đội hình rất lớn tuổi nhất của giải này, cùng phối hợp với quận miền Tây xe cầm cầm xe. Lại là Juan Messi chuyền bóng không được tốt, 6-4 nghiêng về cho Thọ Bến Tre. Anh đánh anh không có ngại gì nữa nghe, cho mấy anh em mình chơi trận gặp mấy người hay hay thấy đúng không, đó hay không là hay lắm đó, anh chơi trận trận đúng không, nổi dưới nó không có thấy đâu, nó có xong rồi điểm cho ông Dây 5-6. Thọ Bến Tre do tự sát tại đám lát. Vậy
lại là Juan Messi. Điểm 7 năm. Thật sự sân nhà, sân khách rất khó chịu các bạn. Juan Messi và Hoàng Duy rời khỏi tổ ấm Gò Sòi, không thể phát huy được tất cả những gì phẩm chất của mình. Sốc tinh thần đi. Còn nói này bà khó ăn lắm, thí dụ lì đấy không? Điểm cho Thọ Bến Tre 8 năm. Cái gì? Bình Thọ cho ghét 8 năm luôn hả? Cái tem này nè, cái tem này không có cự lộn. Hồi nãy nói tem bộ đội cự lộn, mà tem này bình thường có cự lộn gì? Cái tem Gò Sòi không có cự lộn nè. Bóng trong sân 9 năm. Bóng tốt 9 năm. Theo thông tin Đại Lâm nhận được thì Thọ Bến Tre sỉnh sỉnh và chuối cùng tài nhỏ đại diện cho cà phê Ngọc Như sân bóng chuyền. Hai bà chân sau lưng sân vận động với An mới các bạn. Sân có là cổ Khoa và anh Cường già. Cà phê Ngọc Như. Hoàng Duy bỏ bóng tốt. Điểm 6-9. Và kết thúc tốt của Hoàng Duy 6-9. Thỏ còn vô sớm sớm. Đó. Còn vô sớm sớm coi đội của sư phụ quýnh quá ghê. Bộ đội đập như cấp vô lưới không. Quá tốt cho Thanh Hoài, thật sự quá hay. Điểm cho Hoàng Duy 7-9. Cọp Hoàng Duy vừa có một pha quá đẳng cấp 7-9. Đôi lúc các bạn bắt nhiều cầu thủ quá cho nên không biết các bạn thay cầu thủ nào thì sao, cho chừng nó cũng bị rối loạn tiêu hóa chứ bộ. Ngoại ngực cái tốt mà đang gì. Quá hay hoài ơi. Điểm cho lại một pha bóng không ăn ý của Sỉnh và chuối cùng Thọ Bến Tre 8-9. Quá tốt, quá hay. Một pha phòng thủ quá hay của chuối. Một pha quá khó chịu của Sinh Sinh. 18. Từ thôi. Cho anh Hoàng là anh Hoàng. Không. Còn quay ra đây chú với mày dính vô một clip. Chú ấy không có clip của mày không. Cũng như không. Nhìn tiếng chú không chết luôn cậu mày. Bên kia nó mát hơn cậu, bữa nay nắng tới chịu con tệ, chú nó ngồi 5 giờ luôn ở đây nó mới ấy. Bóng ngay. Bóng ra ngoài. Điểm 18. Bóng ngoài 11-8. Hiện tại bây giờ tôi thấy trên sân Dị An có 19 YouTuber tất cả các nơi về tác nghiệp.
Bóng chuyền dân quay đến từ Quảng Ngãi, Hoàng Thượng TV đến từ Thủ Đức, Bộ đội Vua Lý Đoàn đến từ Thái Bình, Thái Phương. À, áo đỏ quần đen đội nón đen chơi dù bên kia là bóng chuyền bông lê đến từ quê gốc An Giang, hiện tại bây giờ sống ở Bình Dương. Còn có Thỏ Mắt Kính đang ngồi cạnh bên đây và 19 cái YouTuber khác nữa đang lận quận đâu đây, cùng kênh NKT Vlog của Nghĩa Bình Chánh. Một pha kết thúc quá hay con gì, cái giò của Thọ cũng không đến nổi là quá ghê gớm. 10, 11, 12 tới các bạn, giải đầu giò này là 12 các bạn ơi. Xong phim. Quang, còn né ra. Hay quá Quang, Quang ơi. Hay quá. 11 đều không. 11 đều. 11 đều không. Cho tụi. Gì á, hay quá gì ơi. Ơi chào sao. Hay quá bạn ơi. 11 đều không. Cứu rồi các bạn ơi. Mới mọi trời ơi, trời ơi, không hiểu điều gì đang xảy ra, không hiểu điều gì đang xảy ra. Quả cuối cùng Hoài tự sát qua đang tiên 12-10 ghi về cho thêm Thọ Sinh Tài Cà Phê Ngọc Như trộn chuối rồi để chú lấy cho. À mình muốn xây dòng trời ơi, trời ơi đá luôn kìa. Ôi, đường, phải gặp nhau.